Thưa quý vị, sáng nay 9 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu đã tổ chức họp trực tuyến với 17 xã phường trên địa bàn nhằm khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch khi thành phố đã ghi nhận 5 ca dương tính. Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đồng chủ trì cuộc họp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu thông tin, đến sáng 9 tháng 7 tại thành phố Vũng Tàu ghi nhận 5 ca mắc COVID-19. Gồm bà BTKH ngụ phường Thắng Tam, bà BTNL ở phường Rạch Dừa và hai trường hợp F1 của mình là chồng và con trai, ông HVN phường 8. Đến nay, thành phố Vũng Tàu đã xác định 123 F1, 465 F2 và 175 F3. Hôm qua, thành phố Vũng Tàu đã xét nghiệm 1.050 tiểu thương, dự kiến sẽ có kết quả xét nghiệm trong ngày hôm nay. Cũng trong hôm nay, Trung tâm Y tế phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu xét nghiệm trên diện rộng cho khoảng 2.133 tiểu thương của 11 chợ còn lại trên địa bàn thành phố. Và chúng tôi sẽ chỉ đạo cho phường Rạch Dừa cùng cả hệ thống chính trị sẽ hỗ trợ người dân để đảm bảo cuộc sống trong khu cách ly được an toàn. Căn cứ vào cái kết quả của CDC thông báo thì chúng tôi đã cho khoanh vùng tạm thời và triển khai các giải pháp cần thiết để truy vết thần tốc đối với tất cả những ca F1, F2, F3. Đối với F1 thì chúng tôi sẽ đưa ngay vào khu cách ly tập trung của phường Thắng Tam. Các F2 chúng tôi tiếp tục truy vết và sẽ ra quyết định cách ly tại nhà và khuyến cáo cho tất cả không được di chuyển ra ngoài. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tiểu thương không xét nghiệm, không được vào chợ. Việc xét nghiệm diện rộng tại 11 chợ phải bảo đảm 5K, tránh lây nhiễm chéo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường tuyên truyền vận động người dân tự giác khai báo y tế và khai báo trung thực, thông báo cho cơ sở y tế hoặc cán bộ khu phố nếu nghi ngờ mình mắc bệnh, đảm bảo cung cấp đủ lương thực thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu cho người dân tại hai khu cách ly tập trung và các khu vực bị phong tỏa. Phòng Y tế và Công an thành phố Vũng Tàu củng cố hồ sơ xem xét truy tố trường hợp ông HVN, ngụ phường 8 thành phố Vũng Tàu, sau khi ông này điều trị khỏi bệnh vì vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, ông HVN làm nghề buôn bán hải sản hàng ngày đến chợ Bình Điền thành phố Hồ Chí Minh lấy hải sản về bỏ mối cho các chợ ở thành phố Vũng Tàu, nhưng không khai báo trung thực và có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi được yêu cầu đi cách ly.